Tỉnh thức và sẵn sàng trong đời sống đức tin. Tanixilia. Tỉnh thức và sẵn sàng như các cô trinh nữ khôn ngoan, lấy cảm hứng từ Thánh Cecilia, mẫu gương của sự chuẩn bị sẵn sàng trong đời sống thánh hiến. Dụ ngôn 10 cô trinh nữ, MT 25:1-13, là một câu chuyện quen thuộc, nhưng đồng thời cũng là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với mỗi Kitô hữu về sự tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng trong hành trình đức tin. Qua hình ảnh năm cô khôn ngoan mang dầu đầy và năm cô khờ dại không chuẩn bị dầu, Chúa Giêsu nhấn mạnh hai cách sống khác nhau, một là sống tỉnh thức, biết chuẩn bị sẵn sàng, hai là sống thờ ơ, thiếu trách nhiệm với đức tin của mình. Hình ảnh năm cô khôn ngoan mang đầy dầu tượng trưng cho những người Kitô hữu biết chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Sự tỉnh thức, các cô luôn ý thức rằng giờ Chúa đến có thể bất ngờ, nên họ sẵn sàng với ngọn đèn đầy dầu, tượng trưng cho đức tin sống động và lòng yêu mến Chúa. Sự chuẩn bị, dầu trong đèn không phải tự nhiên mà có, nó là kết quả của việc chăm chỉ tích lũy qua những hành động yêu thương, cầu nguyện và sống theo lời Chúa. Ngược lại, năm cô khờ không mang theo dầu, tượng trưng cho những người sống thờ ơ và không chuẩn bị tâm hồn. Sự thờ ơ, họ mang đèn nhưng lại không nghĩ đến việc chuẩn bị dầu, cho thấy một thái độ lơ là, thiếu ý thức về sự quan trọng của đời sống thiêng liêng. Sự thiếu trách nhiệm, khi giờ Chúa đến, họ không đủ dầu để thắp sáng ngọn đèn, minh họa cho việc không sẵn sàng trong giờ phán xét. Tỉnh thức không chỉ đơn giản là việc chờ đợi, mà là một thái độ sống tích cực, luôn sẵn sàng đối diện với mọi tình huống, đặc biệt là giờ Chúa đến. Chúa đến bất ngờ, anh em không biết ngày nào, giờ nào, MT 25:13. Sự tỉnh thức đòi hỏi chúng ta sống mỗi ngày như ngày cuối cùng, luôn chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng. Tâm thế chờ đợi, tỉnh thức không có nghĩa là lo lắng, nhưng là sống trong sự tin tưởng và hy vọng, với lòng yêu mến và trung thành với Chúa. Tích lũy dầu trong đèn đức tin, dầu không chỉ là hình ảnh tượng trưng, mà còn là biểu hiện của một đời sống cầu nguyện, yêu thương và làm việc lành. Tránh sự thờ ơ, chúng ta dễ bị cuốn vào những lo toan thường ngày và quên mất rằng mục đích tối hậu của đời sống là gặp gỡ Thiên Chúa. Sự thờ ơ trong đời sống thiêng liêng sẽ khiến chúng ta mất đi sự tỉnh thức cần thiết. Dụ ngôn nhấn mạnh rằng giờ Chúa đến sẽ đến bất ngờ, và khi đó, không ai có thể chia sẻ dầu của mình cho người khác. Đây là lời cảnh báo dành cho những ai sống buông thả, không coi trọng đời sống đức tin. Đừng chờ đến phút cuối để chuẩn bị, vì lúc ấy có thể đã quá muộn. Đức tin không thể chỉ là một lời tuyên xưng mà phải là một ngọn đèn luôn cháy sáng. Để làm được điều này, mỗi Kitô hữu cần cầu nguyện, đây là nguồn sức mạnh để duy trì mối tương quan với Chúa. Làm việc lành, đức tin không có hành động là đức tin chết. Những việc bác ái, yêu thương chính là dầu để ngọn đèn đức tin cháy mãi. Sống trung thành với lời Chúa, tâm hồn luôn sẵn sàng khi biết sống đúng với giáo huấn của Ngài. Thánh Cecilia, vị thánh trinh nữ và tử đạo, là một minh chứng sống động cho lời mời gọi tỉnh thức và sẵn sàng. Cuộc đời tỉnh thức, Ngài luôn giữ ngọn đèn đức tin cháy sáng qua đời sống cầu nguyện và trung thành với Chúa, bất chấp bách hại và khó khăn. Chết trong sẵn sàng, khi đối diện với cái chết, thánh nữ vẫn hát vang những bài thánh ca, thể hiện một đức tin sống động và lòng yêu mến Chúa không lay chuyển. Dụ ngôn 10 cô trinh nữ là một lời nhắc nhở cho mỗi người chúng ta. Chúa đến bất ngờ, nhưng điều đó không đáng sợ nếu chúng ta luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Hãy sống mỗi ngày như một cơ hội để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa. Tích lũy dầu đức tin bằng đời sống cầu nguyện, yêu thương và trung thành với lời Ngài. Đừng để sự thờ ơ hay lười biếng làm tắt ngọn đèn tâm hồn. Hãy noi gương năm cô trinh nữ khôn ngoan và Thánh Cecilia, biến cuộc đời mình thành một ngọn đèn luôn sáng, sẵn sàng đón chào Chúa trong vinh quang. Thánh Cecilia, với đời sống thánh hiến trọn vẹn cho Chúa, là một mẫu gương sáng ngời về sự tỉnh thức và sẵn sàng. Thánh Cecilia, trinh nữ và tử đạo, đã sống một đời hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa, trở thành một hình mẫu tuyệt vời về sự tỉnh thức và sẵn sàng trong hành trình đức tin. Giữa bối cảnh xã hội Roma đầy bách hại và nguy hiểm, thánh nữ đã can đảm sống trọn vẹn với lời khấn hứa của mình, làm chứng mạnh mẽ cho Chúa qua đời sống thanh khiết, lòng trung thành và đức tin kiên vững. Cuộc đời của Thánh Cecilia không chỉ là một bài ca tôn vinh Thiên Chúa, mà còn là lời nhắc nhở cho mỗi Kitô hữu về ý nghĩa của sự tỉnh thức và sẵn sàng để gặp Chúa. Ngay từ khi còn trẻ, Thánh Cecilia đã dâng trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa qua lời khấn giữ đức trinh khiết. Sự kiên định giữa áp lực xã hội, mặc dù bị gia đình ép gả cho một người ngoại giáo là Valerian, thánh nữ vẫn giữ vững lời khấn của mình. Ngài đã cầu nguyện và thuyết phục Valerian tôn trọng quyết định sống đời trinh khiết của mình. Hơn nữa, Ngài đã dẫn dắt Valerian cùng em trai của anh đến với đức tin Kitô giáo, trở thành những Kitô hữu trung thành. Dâng hiến mọi sự cho Chúa, Cecilia không chỉ giữ gìn sự thanh khiết mà còn sống một đời cầu nguyện, phụng sự và giao giảng tin mừng. Đời sống của Ngài chính là một minh chứng cho sự hiến dâng trọn vẹn, không giữ lại điều gì cho bản thân. Thánh Cecilia luôn sống trong sự tỉnh thức,
không chỉ để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa, mà còn để sẵn sàng làm chứng cho đức tin trong mọi hoàn cảnh. Cầu nguyện và kết hợp với Chúa, sự tỉnh thức của thánh nữ được thể hiện qua đời sống cầu nguyện liên lỉ. Ngài tìm thấy sức mạnh từ Thiên Chúa, giúp mình vượt qua mọi thử thách và giữ lòng trung thành ngay cả khi đối diện với cái chết. Chuẩn bị cho những thử thách, Thánh Cecilia ý thức rằng, sống đời Kitô hữu đồng nghĩa với việc chấp nhận hy sinh và thử thách. Ngài không sống trong sự an toàn mà luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để làm chứng cho Chúa. Dụ ngôn 10 cô trinh nữ, MT 25:1-13, minh họa rõ nét ý nghĩa của sự tỉnh thức. Thánh Cecilia chính là hiện thân của hình ảnh những cô trinh nữ khôn ngoan, luôn mang đèn đầy dầu, biểu tượng cho đức tin sống động, lòng mến và việc lành. Thánh Cecilia đã chứng tỏ lòng can đảm phi thường khi đối diện với sự bách hại và cái chết. Lòng trung thành bất diệt, khi bị bắt bớ và tra tấn, thánh nữ không chỉ giữ vững đức tin mà còn biến sự đau khổ thành cơ hội để tôn vinh Thiên Chúa. Truyền thống kể lại rằng, ngay cả khi đối diện với cái chết, Cecilia vẫn hát những bài thánh ca ngợi khen Chúa. Sẵn sàng hy sinh vì Chúa, thánh nữ không sợ mất mạng sống vì tin rằng, đời sống này chỉ là bước khởi đầu cho cuộc sống vĩnh cửu. Ngài đã hiến dâng tất cả, kể cả mạng sống, để làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô. Cuộc đời Thánh Cecilia là một lời nhắc nhở cho mỗi Kitô hữu về sự tỉnh thức và sẵn sàng. Sống đức tin cách trung thành, như thánh nữ, chúng ta được mời gọi sống đời đức tin mạnh mẽ, không chỉ qua lời tuyên xưng mà còn qua hành động yêu thương, hy sinh và phụng sự Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chuẩn bị tâm hồn mỗi ngày, sự tỉnh thức đòi hỏi chúng ta luôn sẵn sàng đối diện với giờ Chúa đến, không lơ là hay thờ ơ với đời sống thiêng liêng. Sẵn sàng làm chứng, noi gương Thánh Cecilia, chúng ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy thách thức và cám dỗ, để cuộc sống của mình trở thành một bài ca ngợi khen Chúa. Thánh Cecilia, với đời sống thánh hiến trọn vẹn, là một mẫu gương sáng ngời về sự tỉnh thức và sẵn sàng. Cuộc đời của Ngài là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống trung thành với Chúa, chuẩn bị tâm hồn để gặp gỡ Ngài, và dâng hiến mọi sự cho tình yêu Thiên Chúa. Noi guong ton nu, hay bien kuok doi min ton mot by cien goiken, dang len chua voitron ven long men yu vonim hai vong. Sự sẵn sàng của Thánh Cecilia không chỉ là cho bản thân mà còn lan tỏa sức mạnh đức tin đến gia đình và những người xung quanh. Chúng ta được mời gọi như các cô trinh nữ khôn ngoan, mang đèn đức tin đầy dầu là lòng mến và việc lành. Tỉnh thức là sống đức tin mỗi ngày, cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và trung thành trong ơn gọi của mình. Giống Thánh Cecilia, chúng ta phải can đảm đối mặt với mọi thử thách, biết rằng Chúa Kitô là nguồn hy vọng và sức mạnh. Vậy anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. MT 25:13. Noi gương Thánh Cecilia, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn và đời sống như những trinh nữ khôn ngoan, luôn sẵn sàng đón Chúa.